Chào mừng các em đến với môn số học lớp 6, chương 2 số nguyên. Rồi bài trước chúng ta làm quen với số nguyên ngầm rồi và tập hợp cái số nguyên. Bây giờ chúng ta sang bài 2 là thứ tự tập hợp số nguyên. Khởi động. Nhiệt độ trung bình trong một tháng ở nơi nào lạnh hơn? Này đưa hai hình ra. Đây là Vostok âm 31 độ C. Hình bên phải là Ottawa âm 7 độ C. Rồi chúng ta nhìn xem. Hai cái địa điểm này á có nhiệt độ là âm. Như vậy, nhiệt độ trung bình tháng 1 ở nơi nào lạnh hơn? Như chúng ta đã học trước rồi. Âm 31 độ C và âm 7 độ C. Như vậy là Vostok âm 31 độ C sẽ lạnh hơn. Vậy thì làm thế nào để so sánh lại số nguyên âm? Một, so sánh hai số nguyên. Ở trên trục số, trước chúng ta học rồi. Tập học cái số nguyên gồm có các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương. Thầy lấy một cái điểm A nào đó đại diện cho số nguyên âm. Điểm B màu xanh đại diện cho số nguyên dương. Khi biểu diễn hai số nguyên A và B trên trục số nằm ngang, nếu điểm A nằm ở bên trái điểm B thì ta nói rằng A nhỏ hơn B hoặc B lớn hơn A. Và chúng ta ghi là A là dấu bé hơn B hoặc B là dấu lớn hơn A. Ví dụ 1. Thầy vẽ trục số cho chúng ta nè. Thì thầy đang so sánh số âm 5 và số âm 4. Số âm 5 này nằm ở bên trái của số âm 4. Như vậy thì âm 5 sẽ bé hơn âm 4. Và chúng ta ghi là âm 5 nhỏ hơn âm 4 như thế này. Tương tự như vậy, thầy so sánh số âm 4 và số 0. Âm 4 nằm bên trái số 0 cho nên là âm 4 này sẽ bé hơn số 0. Trừ 2 bằng 1. Trừ 2 thì nhỏ hơn 1. Rồi so sánh số 5 và số âm 1 là sao? Số 5 sẽ lớn hơn âm 1. Vân vân. Rồi như chúng ta đã học tập hợp các số nguyên gồm có các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương. Bên trái số 0 thầy vẽ hình mũi tên, chúng ta thấy là bên trái số 0 này là các số nguyên âm, bên phải số 0 là các số nguyên dương. Và qua những cái ví dụ nãy năm nãy của thầy, chúng ta rút ra nhận xét như sau. Mọi số nguyên dương mọi số dương là bên phải này, mọi số dương đều lớn hơn số 0. Rồi mọi số ngâm là bên trái số 0. Như vậy là mọi số ngâm đều nhỏ hơn số 0. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào. Số nguyên âm thì nhỏ hơn số nguyên dương nha. Rồi cái cuối cùng, với hai số nguyên âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành so sánh các cặp số nguyên sau đây. Câu A, âm 10 và âm 9. Câu B, 2 và âm 15. Câu C, 0 và trừ 3. Thì chúng ta coi âm 10 và âm 9. Âm 10 và âm 9 thì số nào sẽ là số lớn hơn? Âm 10, khi chúng ta vẽ trục số ra thì âm 10 sẽ nằm ở bên trái số âm 9. Cho nên âm 10 nó sẽ nhỏ hơn âm 9. Hay nói cách khác, với số âm này, số đối lớn hơn thì nhỏ hơn. Có nghĩa là số đối của âm 10 là 10. Số đối của âm 9 là số 9, như là 10 lớn hơn 9. Nhưng mà trong cái âm thì nó lại ngược lại, nó sẽ nhỏ hơn. Cái này là cái câu A là vận dụng cái hai số âm này này. Tiếp tục, câu B. Câu B là số 2 là số dương. Còn số âm 15 là số âm. Như vậy là cho đây ghi là mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương. Như vậy là số âm 15 này nó sẽ nhỏ hơn số 2. Hay chúng ta điền vào đây là 2 lớn hơn âm 15. Câu C, 0 và âm 3. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0, cho nên âm 3 này nó sẽ nhỏ hơn 0. Hay nói cách khác, 0 là lớn hơn âm 3. Và đây là đáp án của chúng ta. Vận dụng 1. Rồi, 3 số nguyên A, B, C và biết. Số nguyên A lớn hơn 2. Số nguyên B nhỏ hơn trừ 7. Số nguyên C nó lớn hơn trừ 1 nhưng mà nó bé hơn 1.
Vậy thì người ta hỏi mình trong các số trên, anh ta hỏi số A, số B, số C, số nào là số nguyên dương, số nào là số nguyên âm và số nào bằng không. Thì chúng ta nhìn trên đây, số A lớn hơn 2, lớn hơn 2 thì có thể là bắt đầu từ số 3, 4, 5, 6, và tất cả những số đó đều là số nguyên dương, cho nên A sẽ là số nguyên dương. Rồi tới cùng, tiếp theo là số B này bé hơn âm 7, bé hơn 7 thì gồm có âm 8, âm 9, âm 10, âm 11, âm vân vân, tất cả những số đó đều là số nguyên âm, cho nên B sẽ là cái số nguyên âm. C lớn hơn âm 1 mà nó bé hơn 1, số nào mà chen cái giữa này lớn hơn âm 1 mà bé hơn 1 và chỉ có số duy nhất đó chính là số 0. Như vậy đáp án của chúng ta trong ba số đã cho, số nguyên A là số nguyên dương, số B là số nguyên âm và số C này là số 0. Và số C này là số 0. Hai thứ tự trong tập hợp số nguyên. Thứ tự thì chúng ta phải sắp xếp nó theo thứ tự ha. Bây giờ khám phá sắp xếp các số nguyên âm 5, 4, âm 2, 0, 2 theo thứ tự tăng dần. Tăng dần thì chúng ta sắp xếp số nào bé nhất thì chúng ta sắp trước. Như vậy hôm nay có hai số âm ta đi nè, âm 5 và âm 2. Đúng chưa? Như vậy âm 5 sẽ bé hơn âm 2, như vậy chúng ta sắp xếp âm 5 trước rồi tới âm 2 rồi tới số 0. Còn số nguyên dương cũng có hai số là số 2 và số 4 thì ta sắp sau. Như vậy chúng ta sắp xếp theo đúng thứ nó là âm 5, âm 2, 0, 2 và 4. Hay như vậy là việc sắp xếp thứ tự các số nguyên có rất nhiều ứng dụng trong thực tế ha. Ví dụ 2. Dựa vào bảng sau, em hãy cho biết công trình xây dựng nào hoàn thành trước. Công trình xây dựng gồm có hai công trình ta cho mình cái hình đó. Công trình thứ nhất đó là kim tự tháp và Keops của Ai Cập. Rồi công trình mới đây là tòa nhà Landmark 81 thành phố Hồ Chí Minh. Cái năm hoàn thành kim tự tháp này là năm 2560 trước công nguyên. Rồi cái tòa nhà Landmark của thành phố Hồ Chí Minh này hoàn thành năm 2018 công nguyên. Như vậy thì chúng ta hãy cho biết công trình nào xây dựng hoàn thành trước. Rồi chúng ta xem cái tháp Ai Cập này nó hoàn thành năm 2560 trước công nguyên. Trước công nguyên có nghĩa là chúng ta viết ra là số âm 2560. Trước công nguyên là dấu âm. Cái tòa nhà Landmark của thành phố Hồ Chí Minh này chúng ta xây dựng năm 2018. Như vậy thì cái kim tự tháp Ai Cập này nó đã xây trước, hoàn thành trước. Vận dụng 2. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống. Chúng ta cho mình cái hình. Ở hình phía trên là có bốn sinh vật biển, đó là cá hố, cá cờ xanh, sao biển, cá đèn. Ở phía dưới là độ cao của môi trường sống tính bằng mét. Như vậy cá hố sống độ cao là âm 1.000 m, cá cờ xanh sống ở độ cao là âm 180 m, sao biển âm 6.000, cá đèn là âm 4.000. Người ta kêu mình là sắp xếp theo thứ tự giảm dần, giảm dần ha, giảm dần như chúng ta số nào lớn thì chúng ta sắp trước, số nhỏ sắp sau. Rồi tôi nhìn lên đây, âm 180 chúng ta sắp trước. Tiếp theo là âm 1.000, rồi âm 4.000, cuối cùng là âm 6.000. Rồi, do đó âm 180 m này là cá cờ xanh. Tiếp theo là tới cá hố. Tiếp theo là cá đèn và cuối cùng là sao biển. Người sắp xếp ra như vậy. Liên tập bài 1 trang 56 sách giáo khoa. So sánh các cặp số sau có 6 câu. Câu A 6 và 5. Rồi số 6 số 5 thì này là số nguyên dương. Hay nói tóm lại là này là số tự nhiên chúng ta học rồi ha. 6 thì nó lớn hơn 5. Câu B âm 5 và 0. Âm 5 là số âm thì nó nhỏ hơn 0. Vậy là âm 5 bé hơn 0. Câu C âm 6 và 5.
âm 6 là số nguyên âm, số 5 là số nguyên dương. Như vậy là âm 6 nó sẽ nhỏ hơn 5. Câu D, âm 8 và âm 6, trên trục số thì âm 8 nằm bên trái của số âm 6, cho nên là âm 8 sẽ nhỏ hơn âm 6. 3 và âm 10, số 3 là số nguyên dương, số 10 nó là số nguyên âm, như vậy 3 sẽ lớn hơn 10. Câu G, âm 2 và âm 5, trên trục số thì âm 5 nằm bên trái số âm 2, cho nên là âm 2 nó sẽ lớn hơn âm 5. Hay nói cách khác là số số đối nào lớn hơn mà mang dấu âm thì nó thành nhỏ hơn. Như vậy là âm 2 sẽ lớn hơn âm 5. Đáp án của chúng ta các em có thể bấm dừng lại video này để mà chúng ta ghi nhận nha. Chúng ta sang bài 2, trang 56 sách giáo khoa. Tìm số đối của các số nguyên. Thầy kể cái bảng ra cho chúng ta. Số đối, mà chúng ta học rồi ha. Số đối là sẽ đối cái dấu nó lại. Giờ đầu tiên là số nguyên A là số 5. Số 5, số đối của số 5 là số âm 5. Nó có dấu lại này, dương 5 là 5 5. Rồi, số đối của âm 4 là dương 4. Số đối của âm 1 là dương 1. Số đối của 0 là chính nó. Số đối của 10 là âm 10. Rồi số đối của âm 2021 là dương 2021. Bây giờ chúng ta sang bài 3, trang 56 sách giáo khoa. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số. Người ta cho mình các số như sau: 2, âm 4, 6, 4, 8, 0, âm 2, âm 8, âm 6. Người ta kêu mình sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Tăng dần như vậy là số số nhỏ ta sắp trước, số lớn ta sắp sau. Sau khi sắp xong rồi, người ta kêu mình biểu diễn chúng trên trục số. Người ta vẽ trục số ra đó. Như vậy, trên đây chúng ta phân định ra cái đã. Số nguyên âm, mà những số nguyên âm nào? Nó có âm 4 nè, âm 2 nè, âm 8 nè, âm 6 nè. Như vậy là cái số âm này chúng ta sẽ sắp bên trái số 0. Số 0 nằm ở giữa. Bên phải gồm có các số dương là 2 nè, 4, 6 và 8. Như vậy là trong các số nguyên âm, âm 4, âm 2, âm 8 và âm 6, thì số âm 8 là bé nhất. Như vậy là chúng ta sẽ ghi âm 8 trước, rồi tới âm 6, rồi tới âm 4, rồi tới âm 2, rồi tới số 0, rồi 2, 4, 6, 8. Này, như đây là kết quả chúng ta. Các số 2 và âm 2 đối nhau, 4 và âm 4 đối nhau, 6 và âm 6 đối nhau, 8 và âm 8 này đối nhau. Thì bây giờ chúng ta sẽ biểu diễn chúng trên trục số. Thì chúng ta vẽ trục số ra. Vẽ trục số ra, ở chính giữa là số 0. Ở bên phải thì nó có 2, 4, 6, 8 thì ta cách 2 ô, 1, 2 đơn vị. Các em vẽ này tập thì cách 2 ô. Mỗi từ 0 đến 2 cách 2 ô, rồi 2 đến 4 cách 2 ô, tương tự như vậy. Bên trái là 0 đến số âm 2 là cách 2 ô, âm 2 đến 4 cách 2 ô, như vậy. Chúng ta chú ý khi mà sắp xếp các số nguyên, thì chúng ta chú ý là chúng ta nắm cái số 0 làm chuẩn nha. Số 0 người ta chuẩn chính giữa trước. Rồi các số nguyên dương bên phải, các số ngầm là bên trái, nhớ cái đó. Rồi bài học nó rất là kết thúc. Thì hướng dẫn tôi về nhà. Về nhà chúng ta ghi nhớ kiến thức đã học. Gồm có 4 kiến thức cơ bản chúng ta đã học, cần học ha, cần nhớ ha. Đó chính là mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0. Mọi số ngầm đều bé hơn 0. Rồi mọi số ngầm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào. Và kiến thức cuối cùng đó là với hai số nguyên âm, số nào mà có số đối lớn hơn thì nó nhỏ hơn. Về nhà chúng ta hoàn thành các bài tập 40 năm còn lại thầy nha. Để tiết sau cái Google Meet thầy sẽ giữ bài cho chúng ta. Cuối cùng là chúng ta cần chuẩn bị bài mới, phép cộng và phép trừ số nguyên. Chúng ta xem trước bài này thầy. Bài này tương đối hơi dài. Chào tạm biệt các em. Chúc các em sức khỏe và trong ngoài học tốt.